6 chất dinh dưỡng giúp giảm rụng tóc. Có rất nhiều nguyên nhân gây rụng tóc bên cạnh việc thiếu hụt chất dinh dưỡng. Dưới đây là 6 chất dinh dưỡng giúp giảm rụng tóc. 1. Vitamin D. Vitamin D rất quan trọng trong việc hỗ trợ và nuôi dưỡng các nang tóc khỏe mạnh. Việc thiếu hụt có thể dẫn đến rụng tóc hoặc mọc tóc mỏng hơn. 2. Sắt. Sắt là thành phần thiết yếu của huyết sắc tố, một loại protein trong tế bào hồng cầu cung cấp oxy từ phổi đến các mô của cơ thể, bao gồm cả tóc. 3. Biotin. Việc bổ sung biotin giúp cải thiện chất lượng và sự phát triển của tóc. Nếu thiếu biotin, bạn có thể bị nổi mẩn da, móng giòn và rụng tóc. 4. Folate và B12. Đây là hai loại vitamin B có thể phối hợp với nhau để hỗ trợ sức khỏe nang tóc. Nếu thiếu sẽ dẫn đến mệt mỏi, suy nhược, rụng tóc và da nhợt nhạt. 5. Kẽm. Kẽm là một khoáng chất giúp cơ thể chuyển hóa các chất dinh dưỡng khác, bao gồm cả những chất hỗ trợ sức khỏe tóc. Thiếu kẽm sẽ bị rụng tóc. 6. Vitamin C. Vitamin C có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe tóc. Các loại trái cây là những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào.